OK, hello, xin chào tất cả các bạn. Lại là tôi đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng trader FX chia sẻ với bạn một chủ đề tiếp theo, một chủ đề mà tôi đã làm, đó chính là 4 yếu tố cần phải cân nhắc trước khi vào bất kỳ lệnh nào. Phần 2, thì như video lần trước chúng ta đã thảo luận với nhau về một vấn đề, về hai yếu tố. Đầu tiên đó chính là cấu trúc của thị trường. Yếu tố thứ nhì đó chính là cái vùng key level và chúng ta cũng hiểu rõ được key level chúng ta phải xác định được cả ba vùng. Bạn nào vẫn chưa xem video lần 1 thì các bạn hãy quay lại video phần 1 của cái bài giảng này để xem trước để mà hiểu thêm trước khi quay lại video lần này nhé. Thì sau cái bước 2 là xác định cái key level rồi, còn phải hai yếu tố nữa bạn cần phải cân nhắc trước khi bạn vào lệnh. Cái yếu tố đầu tiên đó chính là cái cái, cái 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 mình tạm gọi là cái mô hình mô hình tức là gì mô hình tức là bạn quan sát trong quá khứ bạn cảm thấy là giá lặp đi lặp lại một hành vi mà sau cái hành vi đó thì giá bắt đầu di chuyển theo hướng mà bạn dự đoán bạn mới tổng hợp cái hành vi đó, đó lại chẳng hạn như bạn thấy là ồ oh, sau một cái nến engulfing giá bắt đầu di chuyển sau một cái nến engulfing giá bắt đầu di chuyển thì bạn mới nhận định là sau mô hình engulfing giá thường di chuyển vì vậy chúng ta có rất là nhiều người đã tìm ra cái vấn đề này và họ và họ đặt tên cho cái nến này là nến engulfing thì chúng ta cùng đặt tên cho cái mô hình này là engulfing chẳng hạn như bạn không thích bạn tìm ra được một cái mẫu hình nào đấy gồm bốn năm nến bạn đặt tên là uh, mô hình trần văn tèo trần văn tý cũng được không sao hết miễn sao là bạn phải quan sát bạn bạn có thực hiện nó trong quá khứ và bạn quan sát là sau cái mô hình đó giá bắt đầu di chuyển theo hướng của bạn ok thế là được rồi với tôi thì tôi có nhận định được thị trường sau khi thực hiện khoảng uh, ba hành vi mà tôi thấy thường xảy ra nhất tôi tạm gọi là ba mô hình nhé thì sau ba mô hình đó giá sẽ bắt đầu di chuyển và không tôi không phải là người đầu tiên tìm ra những cái mô hình này mà họ mà những cái mô hình này đều đã có tên hết rồi nên tôi sẽ dùng lại những cái tên đó nhé đầu tiên chúng ta phải cho vào danh sách đó chính là mô hình breakout chúng ta có một vùng giá breakout chẳng hạn như vùng này đi chúng ta có một vùng giá là breakout quay lại retest thì tại chỗ này tôi sẽ vào lệnh đây là mẫu hình đầu tiên breakout and retest tôi đã có một là tôi đã có làm một cái video riêng một, hẳn một video để nói về cái phương pháp này nhé và cái cách thứ hai đó chính là khi giá tạo một vùng tôi sẽ quan sát cái lần thứ hai mà giá phản ứng với cái vùng đó nếu cái lần thứ hai này giá phản ứng với vùng đó thì Tôi sẽ bắt đầu vào lệnh tại lần thứ hai hay người ta còn gọi là double bottom hoặc là double top à, cho chiều ngược lại. Và nếu giá phản ứng và giá lại quay lại phản ứng lần nữa thì chúng ta có 3 lần. Và chúng ta gọi là triple bottom hoặc là triple top cho chiều ngược lại. Vậy một lần chạm chúng ta gọi là retest, hai lần chạm chúng ta gọi là double top, double bottom và ba lần giảm chúng ta sẽ gọi là triple top and triple bottom ok chỉ có ba mô hình đơn giản vì bởi lẽ tôi giao dịch là giao dịch cái hành vi giá price right action mà tôi không hướng đến việc gọi tên từng nến candlestick là gì thì bạn thấy khi giá chạm đến vùng này đây trước đấy tôi đã có vẻ một cái vùng nằm đây giá chạm đến vùng này có phản ứng lần một nhưng trước đó giá đã có phản ứng rồi tôi sẽ kéo cái vùng này lên và <laughs> tôi thấy giá phản ứng một lần nữa root một cái nến đút chân các bạn có thể gọi tên đây là pin ba hay gì cũng được chẳng hạn như nếu ai gọi tên nó là pin ba thì ngay sau khi vào lệnh có thể đặt nến ở đây vì họ dự đoán đây là cái nến pin ba đảo chiều của thị trường nhưng nếu giá di chuyển xuống tới tầm đây chưa vượt qua khỏi vùng này mà <laughs> vượt lên thì họ sẽ sai trong việc dự đoán đây là pin ba rất là đơn giản mặc dù nếu tại vùng này giá có hay không cái việc lên thật đi chăng nữa thì cái dự đoán ban đầu mới là mới là cái mà mình phải cần xem xét chẳng hạn như tôi tôi có thể gọi tên đây là pin ba nhưng cái cách đặt stop loss của tôi là dưới vùng này tại sao tại sao chỗ này mới quan trọng tại sao tại vì tôi giao dịch là tôi nghĩ rằng cái vùng này mới là cái vùng giữ được giá và đẩy giá đi theo cái xu hướng tăng trước đó chứ không phải vì một cái nến pin ba này mà làm cho cả thị trường đảo chiều. Tức là tôi đang trade price action, tôi không trade candlestick, nha. Ok, thế thì chúng ta sẽ đặt một cái lệnh nằm ở đây. Đấy, tôi sẽ đặt như thế này. Tôi sẽ đặt lệnh của tôi lên quanh R3 như này, break reward 13. thì tôi sẽ xem xét tiếp, xem thị trường sẽ di chuyển như thế nào. Ok, giá phản ứng và tiếp tục đi mạnh giá quay lại vùng này một lần nữa có hay không việc chúng ta xem cái vùng này được chạm hay không nhé giá lại phản ứng lên chứng tỏ vùng này là nhất lên một tí và nó có phản ứng mạnh bạn có thể lựa chọn vào lệnh thêm một lần nữa với tôi thì tôi đã có lệnh rồi nếu được thì tôi dời lệnh dừng lỗ của tôi lên một tí thôi tại vì vùng này rất là rõ ràng rồi nó tới bốn lần chạm thì risk reward của tôi tầm 3,4 đi ok giá tầm 3,4 đi nào đây một lần nữa giá lại phản ứng nếu bạn xuống khung thời gian thấp hơn bạn đã có thể vào lệnh ngay tại đây và dừng lỗ dưới này rồi đây tôi tôi bấm nhanh quá tức là khi giá tiến đến cái vùng này tiến đến cái vùng này buộc bạn phải đặt lệnh của bạn vào điểm dừng lỗ. thôi sẽ tượng trưng cái điểm này là điểm dừng, điểm uh, lệnh stop loss của tôi đưa về trạng thái break even tức là hòa vốn. Sau đó sẽ cho thị trường chạy tiếp và chúng ta đã hit tp tức là chúng ta đã hoàn thành một lệnh thành công. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm những cái vùng key level chẳng hạn như hồi nãy tôi đã tìm vùng key level vùng này thì việc tiếp theo là bạn xóa cái này đi key level này vẫn để nhé cho mọi người quan sát tiếp theo tôi sẽ tìm một cái vùng key level ở đây hoặc là ở đây tôi thấy hai vùng key level nhưng vùng key level đầu tiên giá xuyên thẳng qua không hề có phản ứng tôi sẽ xóa đi tôi sẽ chỉ để vùng hai để xem giá có phản ứng không giá có phản ứng với vùng này tôi điều chỉnh lại vùng kia level này lần nữa tôi xóa cái này đi nhé như các bạn đã thấy thì uh, cái yếu tố nãy giờ chúng ta cùng theo dõi là chúng ta cùng theo dõi cái yếu tố thứ ba tức là theo dõi một cái mẫu hình nào đó một cái cách mà giá phản ứng chính là cái mẫu hình của tôi của cá nhân tôi thì bạn có thể à, học theo phương pháp này nhưng các bạn nhớ backtest trước và thử nghiệm trước khi mà có thể dịch, thực hiện giao dịch trên tài khoản thật của mình nhé và thử nghiệm phải thật kỹ tôi cũng đã nói về chủ đề này ở một video khác đó là yếu tố thứ ba còn yếu tố thứ tư á tức là bạn đừng cố gắng đuổi theo thị trường hay nói cách khác là chẳng hạn như trên này nó sẽ có những cái lệnh cho bạn để bạn vào lệnh nhưng bạn buộc phải vào ở khung thời gian thấp hơn khi mà giá đang hồi lại như thế này bạn phải lệnh ở vùng này và bạn phải chốt lời lên quanh vùng này còn nếu không tuyệt đối bạn không được vào lệnh trong cái giai đoạn này tại sao tại vì thị trường luôn luôn di chuyển như sau tạo một sóng chủ động gọi là sóng impulse bạn nó không biết thì tôi sẽ ghi cái từ đó ra nha impulse sóng chủ động sau đó sóng sẽ hồi lại tức là vùng hồi tạo một vùng hồi sau đó sóng sẽ tiếp tục đẩy lên và sóng lại tiếp tục hồi lại sau đó tiếp tục sẽ đẩy lên và thị trường luôn luôn hoạt động theo cách này vậy thì bạn phải lặp đi lặp lại một câu mà đó cũng chính là yếu tố thứ tư thị trường sẽ luôn luôn hồi lại cho bạn để bạn vào lệnh luôn luôn và luôn luôn nhé đừng cố gắng đuổi theo thị trường, đừng cố gắng vào lệnh tại cái vùng này, vì vùng này là quá trễ rồi, rất có thể tại vùng này thì người bán nhảy vào thị trường và đẩy giá xuống, bạn hãy tập trung loanh quanh tại vùng này khi giá mới vừa khởi sắc cái 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 uh, sóng impulse này rất là manh nha hình thành và đó cũng là điểm kết thúc của cái xuống xuống này, thì bạn có thể vào lệnh bạn đừng cố gắng mà đuổi theo thị trường ok nhá chẳng hạn như đây tại vùng này bạn đừng cố gắng đuổi theo thị trường mà bạn hãy chờ giá hồi lại thì đây chính là vùng hồi hồi về đâu hồi về các vùng Key level quan trọng hoặc là vùng này hoặc là vùng này thì tôi chọn trước vùng này xem giá có hay không việc phản ứng thì tôi sẽ sử dụng nó thì tôi thấy giá có phản ứng nên tôi sẽ để lại để tôi tìm lần thứ nhì phản ứng đây chính là lần thứ nhì của cái lần này và chúng ta sẽ tìm lần thứ nhì của cái lần này tại đây, ok chưa? Chờ chúng ta sẽ đánh dấu đây là một cái vùng màu đỏ nha. Lý do thì bạn, thì tôi đã trình bày trước đó rồi nhé cho là một vùng cảnh báo thôi bạn xem giá có hay không việc phản ứng với cái vùng này nhé Ừm, uhm, trông có vẻ giống như pin ba nhưng mà không mạnh lắm nhưng không sao vì tôi giao dịch là giao dịch cái lần mà giá phản ứng lần đầu tiên tôi có một cái chứng cứ một cái manh mối một cái một cái manh mối ở đây thị trường tồn tại cái vùng này và lần thứ nhì giá tiếp tục phản ứng như vùng này tôi chọn vùng này là một vùng an toàn để mà mình vào lệnh thì khi mà tôi vào lệnh tôi sẽ vào lệnh như thế này vùng này tôi sẽ dời xuống đây nhìn cho nó rõ dưới vùng này một tí và tôi sẽ chốt lời tại cái vùng màu xanh phía trên và tôi đã vẽ trước đó đây chính là vùng chốt lời thì mình sẽ dời lên một tí đây tôi sẽ cố gắng chốt lời hết trên cái vùng này nhé thì cái lệnh này có vẻ như risk reward khá tốt, khoảng 4. 4 8 đi. Rồi. Vậy thì vùng màu đỏ tức là khi giá tiến đến vùng màu đỏ, bạn phải cảnh báo. Bạn phải cảnh giác chứ, bạn phải cảnh giác và bạn phải đặt lệnh của bạn về điểm hòa vốn. Đấy, tại vùng này rất có thể giá sẽ đảo chiều ngược lại nên chúng ta phải cảnh giác giá thực sự phản ứng Nếu bạn nào trade nến, bạn nào vào candlestick thì đây mới là cái nến để bạn vào lệnh nhé Đây, sau khi giá chạm vùng này thì chúng ta sẽ đặt lệnh của mình vào điểm hòa vốn break even Và tiếp tục để cho lệnh mình chạy Và chúng ta đã chạm TP Vậy là xong, chúng ta đã hoàn thành xong hai lệnh theo xu hướng chính của thị trường vậy thì yếu tố thứ ba và yếu tố thứ tư bạn cần cân nhắc tôi xin tóm lại một lần nữa là mô hình mô hình đây với tôi thì nó chỉ là phương pháp break out and retest với một lần retest là được nếu mà hai lần retest thì quá tốt ba lần retest lại càng tốt và cái mục thứ nhì là tôi gọi là hai lần phản ứng hai lần phản ứng chúng ta có mô hình double top và double bottom sau hai lần phản ứng giá đi thì tốt nếu giá không đi quay lại lần nữa mà lại phản ứng một lần nữa chúng ta có 3 lần phản ứng với giá một lần hai lần ba lần và chúng ta có mô hình triple top triple po, uh, triple bottom thì mô hình của chúng ta lại càng có giá trị và tỷ lệ thắng càng cao cứ như thế thì tôi chỉ đếm số lần retest và tôi sẽ vào lệnh đó chính là cái mục và đó chính là cái yếu tố thứ ba mô hình và yếu tố thứ tư là bạn phải luôn luôn quan niệm rằng thị trường sẽ hồi lại để bạn vào lệnh. Đừng cố gắng đuổi theo thị trường, cũng giống như việc là bây giờ giá đi rất là nhiều rồi, hãy để giá đi luôn đi, nếu giá cứ việc đi mà không hồi. Còn nếu giá thực sự hồi lại tại vùng những cái vùng chủ chốt này hoặc là những vùng chủ chốt này thì bạn có thể tiếp tục tìm lệnh. Chỉ vào lệnh khi giá đang hồi lại nhé. Đừng cố gắng đuổi theo thị trường. Đó chính là bốn yếu tố vậy thì video lần này cũng là kết thúc cái à, chuỗi video hai phần bốn yếu tố cần phải cân nhắc trước khi vào bất kỳ lệnh nào và và video lần này đến đây là hết chúc các bạn một ngày giao dịch thật nhiều thành công nhé nếu các bạn thấy video lần này có ý nghĩa thì hãy like và subscribe cho mình nhé cảm ơn tất cả các bạn